những tội ác trong bóng tối. Phản bội là đồng nghĩa cái chết. Ông lão với tao hả? Con xin bác, mày không xứng đáng là con của tao nữa. Những cuộc chiến sinh tử. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Tìm hiểu cho tao, XO là ai? Đón xem bộ phim Việt Nam Nanh Thép lúc 21 giờ trên kênh SCTV Phim Tổng Hợp.